Trong tình thương yêu chân thật, theo Đức Phật, phải có chất liệu của sự buông xả. Tức là khi thương yêu ai, nếu ta muốn dành hết mọi điều tốt đẹp cho họ, thì ta phải chấp nhận buông xả, không bám víu vào đối tượng ấy, không ràng buộc, không giam giữ, không bắt họ phải phục tùng mình, dù chỉ là có mặt thường trực để mình đừng rơi vào cảm giác cô đơn. Đây quả là một thách thức rất lớn. Cha mẹ thương yêu con, có khi phải đem hết cả tuổi thanh xuân hay là nửa phần đời của mình ra, để rồi khi con lớn khôn, tách rời khỏi cha mẹ để gây dựng sự nghiệp, đi trên con đường lý tưởng của con, thì cha mẹ bỏ lại cho ai? Chính cha mẹ cũng đã quen hơi con, cũng nghiện vào cảm giác có con bên cạnh, có đối tượng để bày tỏ thương yêu như là chăm sóc, vỗ về, khuyên lơn, nâng đỡ. Cho nên bây giờ biểu quay về sống cho chính mình, tự chăm sóc bản thân, tự tìm niềm vui nơi bản thân, thì quả là rất khó. Nhiều cha mẹ đã không thể vượt qua, cho nên cố gắng giữ con bên mình lâu nhất có thể. Nhiều cha mẹ còn làm mình làm mấy, để con mình phải từ bỏ ý định lập nghiệp ở nơi xa, mà về ở cạnh bên mình suốt đời, và gọi đó là sự hiếu thảo. Mặc cho con mình bỏ cả con đường lý tưởng, bỏ những ước mơ cao đẹp, bỏ cả những tài năng có thể tỏa sáng, giúp đời, giúp người, và mặc con có đau khổ hay là hạnh phúc. Nói cha mẹ như vậy là ích kỷ, cũng không hoàn toàn đúng. Chỉ vì cách thương yêu con đã bị sai ngay từ đầu. Đó là cha mẹ thương yêu con, quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ, dìu dắt đều quá mức cần thiết. Chính vì vậy mà nó đã sinh ra hai hệ lụy. Một là con không lớn lên được. Hai là cha mẹ không có thời gian để quay về chăm sóc chính mình, tức là bỏ rơi chính mình để dựa hẳn vào con. Nhưng sự thật là không ai có thể sống cuộc đời của ai cả, không ai có thể chịu đựng nỗi khổ niềm đau dùm cho ai cả. Mọi đối tượng thương yêu đều chỉ đóng vai trò sẻ chia, nâng đỡ, thấu cảm, dìu dắt, chứ không thể là chính mình được. Nên cha mẹ nếu biết nghĩ cho con, biết hy sinh cho con, thì cha mẹ phải có ý thức buông tay con ngay từ khi con đã bước vào giai đoạn trưởng thành. Cho nên mới nói trong thương yêu phải có sự hy sinh là vậy. Nghĩa là ta phải chấp nhận phần thiệt thòi để người ta thương yêu được tự do, hạnh phúc. Cha mẹ chỉ có thể buông xả con ra khi cha mẹ nhận ra được điều đó. Và ngoài ra cha mẹ phải nhìn thấy mình luôn ở trong chính con mình. Tất cả những giá trị tốt đẹp, nhất là tình thương yêu rộng lớn mà mình đã trao cho các con rồi. Cho nên dù con mình có ở đâu, thì chúng cũng sẽ mang mình đi theo cùng thôi. Sau này con mình có làm điều gì tốt đẹp, hay là thành người có ích cho đời, thì cũng chính là có sự chung sức ở bên trong của cha mẹ. Cái nhìn đó trong đạo Phật gọi là vô tướng, không kẹt vào hình tướng mà vẫn nhìn thấy. Và ngoài ra cha mẹ cũng thực tập làm sao để nhìn thấy con luôn có mặt trong chính mình. Nhờ có con mà cha mẹ được làm cha mẹ, được rộng lớn hơn mỗi ngày, được trải nghiệm một thứ tình thương vô cùng đặc biệt. Mà đứng ở góc nhìn tâm lý, tình thương yêu nào mà có sự tự do, tôn trọng sự tự do, sự khác biệt của người mình thương yêu, thì thứ tình thương đó mới bền vững. Bởi con người có tới hai nhu cầu lớn nhất và ngang nhau, đó là thương yêu và tự do. Thương yêu nhau mà cứ xiềng xích nhau, biến người kia là vật sở hữu của mình, thì dù tình cảm kia có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ gây đau khổ và tổn thương cho nhau. Cha mẹ đã hy sinh cho con cái rất nhiều rồi, thì con cái mới có thể lớn khôn và thành nhân được. Cha mẹ đã làm rất tốt. Vậy thì cha mẹ hãy cứ tiếp tục hành trình vô cùng tuyệt vời ấy đi. Hãy tiếp tục hy sinh để các con được là chính các con, mà không ép các con phải thuận theo ý mình. Khi các con đã đủ khôn lớn rồi, đó là tạo mọi điều kiện tốt đẹp để các con được bay cao bay xa trong bầu trời thênh thang của các con, mà không giam giữ các con cho riêng mình.
Xả là chất liệu cuối cùng để trắc nghiệm tình thương yêu chân thật, đẹp đẽ, cao thượng. Ngoài ba chất liệu khác, đó là từ, bi và hỷ. Nếu như gói gọn trong một món quà quý giá nhất để trao cho con, thì cha mẹ sẽ muốn trao món quà gì? Đó có phải là tình thương yêu đẹp đẽ nhất không? Vì khi trao đi tình thương yêu đẹp đẽ này, thì cả người nhận và người trao cũng đều hạnh phúc, đều lung linh rực rỡ hơn. Hẳn là không có cha mẹ nào trên đời này muốn làm khổ con mình, trừ phi họ không thương yêu con mình thôi. Nhưng sinh con ra mà không thương yêu con thì chắc là người đó có vấn đề tâm lý khá nặng, kiểu như bị quỷ dữ giam giữ bản năng linh thiêng làm cha mẹ. Vì ngay cả loài động vật được cho là cấp thấp cũng hết lòng thương yêu và bảo vệ con mình. Khi không có tình thương yêu với ai đó thì ta sẽ rất dễ làm tổn thương họ. Nếu như ta phải làm điều gì đó lớn lao cho họ hoặc bị họ gây tổn hại đến ta. Nhưng ngay cả khi ta có tình thương yêu rất lớn với ai đó thì cũng rất khó tránh khỏi việc ta làm tổn thương họ. Bởi khi thương yêu là ta mang luôn cả toàn bộ con người của ta theo, mà trong mỗi con người chưa hoàn thiện luôn tồn đọng nhiều cố tật và khó khăn. Nên hành trình thương yêu nhau càng dài, gắn bó nhau càng sâu thì càng có nhiều nguy cơ đổ rác rến lên nhau. Cha mẹ thương yêu con luôn được xem là thứ tình yêu thương cao quý, có khi được ca tụng là thứ linh thiêng như lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, ca khúc lòng mẹ của Y Vân, hoặc tình cha ấm áp như vầng Thái Dương, ca khúc tình cha của Ngọc Sơn. Đó không phải là những lời ngợi ca quá đáng, không có trong đời thực, nhưng đó không phải là tất cả. Cha mẹ nào cũng sẽ có những giây phút thần thánh, phát huy hết công năng của một đấng sinh thành, và đó thường là những lúc cha mẹ đang có nhiều bình an và hạnh phúc, không bị áp lực đời sống bủa vây hay không bị cái tôi lừng lẫy lấn át luôn vai trò làm cha mẹ. Nhưng cha mẹ nào cũng là con người, cũng có những lúc lạc mất mình, không nắm giữ được cái kênh rộng lớn và cao thượng mà đất trời ban tặng để nâng đỡ và dìu dắt con. Cha mẹ thời xưa làm tổn thương con phần lớn là do những định kiến sai lầm trong việc phân lập thứ bậc, nên tự cho mình cái quyền quá lớn để bạo hành hay bắt ép con cái luôn làm theo ý mình, phục vụ cho sĩ diện của mình. Cha mẹ thời nay làm tổn thương con phần lớn là do định kiến sai lầm về cái gọi là thành công, nên thúc ép con cái lao như điên tới những đỉnh cao mà không quan tâm đến nỗi khổ tâm hay ước mơ thầm kín của chúng, và cả những năng lượng tiêu cực không ngừng tỏa ra từ đời sống quá căng thẳng của cha mẹ. Nói chung, con cái thời nào cũng đều thương yêu và khổ đau vì cha mẹ. Nhưng con cái thời xưa có lẽ vì có sức chịu đựng tốt, lại được dưỡng nuôi trong bầu khí quyển đầy ắp tình người, trong đó có hiếu kính cha mẹ, nên không dễ bị tổn thương và oán ghét cha mẹ như con cái thời nay. Vậy đó, làm cha mẹ tuy đón nhận thật nhiều hạnh phúc lớn lao mà không phải ai có mặt trên đời này cũng đều có được, nhưng cái giá phải trả cho diễm phúc ấy cũng thật đắt. Cha mẹ vừa phải hy sinh phần đời mình để dồn hết nhựa sống cho hành trình khôn lớn của con, vừa phải không ngừng điều chỉnh lối ứng xử sao để không gây ra bất cứ tổn thương nào cho con. Bởi con cái ở tuổi chưa có cái nhìn thấu đáo thì chúng thường chỉ chăm chăm vào những khó khăn mà quên đi những điều tốt đẹp mà người lớn đã làm cho chúng. Cha mẹ hồi còn nhỏ cũng y vậy thôi,
Phải đến khi bước vào vai trò làm cha mẹ thực sự mới hiểu hết tâm tình của những người dẫn đường bất đắc dĩ vì chưa trang bị đủ kinh nghiệm bao giờ. Có những đứa trẻ có cái nhìn rộng rãi, thấy cha mẹ thương yêu và hy sinh cho mình nhiều quá, nên chúng sẽ cố gắng lờ đi những điều tồi tệ mà cha mẹ chúng đã vô tình mang đến. Cũng có những đứa trẻ vì thiếu năng lực phản kháng, nên tuy bức xúc với cách thương yêu đầy sự thao túng quyền hành của cha mẹ, nhưng chúng cũng chỉ biết chất chứa trong lòng và luôn mơ đến ngày được thoát ly gia đình để tìm lại chính mình. Cha mẹ nào mà nghe con mình thở than rằng: "Tuy con rất biết ơn cha mẹ, nhưng con không muốn tiếp tục ở bên cha mẹ nữa," thì cũng đủ tuổi lắm rồi. Huống hồ khi nghe chúng hét lên: "Con ghét cha mẹ lắm, vì cha mẹ đã cướp mất tuổi thơ của con để phục vụ cho niềm hãnh diện hay nỗi lo sợ của cha mẹ." Cảm giác như con mình muốn phụ bạc mình, muốn rũ bỏ một liên hệ tình thâm. Nhận ra sự thật này, các bậc cha mẹ hãy mau mau quay về sửa mình để tái thiết lập liên hệ tình cảm với con cái. Đã qua rồi cái thời cha mẹ lúc nào cũng đúng, hay nếu có sai thì cũng không thể nhận lỗi trước con để tránh bị chúng coi thường. Giờ là cái thời mà bọn trẻ thấy sao nói vậy. Chúng cảm nhận giá trị người lớn qua những gì họ làm, chứ không phải qua các bài giảng luân lý. Chúng sẵn sàng phản kháng với những gì chúng cho là sai trái hay tổn hại đến chúng. Mà nếu cha mẹ không lớn theo kịp, không vượt qua nổi những giới hạn của mình, không dám hạ cái tôi xuống để gần hơn với con, thì sẽ sớm mất con thôi. Những đứa trẻ thời nay không còn sợ hãi trước những bản án như đồ bất hiếu, kẻ vô ơn hay bất cứ nhãn hiệu nào mà người lớn và xã hội muốn quy chụp. Răng đe, hù dọa, phán xét sẽ làm xa cách nhau hơn. Chỉ có thấu hiểu, chấp nhận, nâng đỡ mới gắn kết nhau hoài mãi. Tối nay, sau phút giây tĩnh lặng, cha mẹ hãy đến bên con khẽ hỏi: "Con ơi, dù cha mẹ rất thương yêu con, có thể nói là thương yêu nhất trên đời, nhưng khó tránh khỏi có những lúc làm con đau buồn hay thất vọng. Vậy con có thể nói cho cha mẹ biết về những khó khăn hay thương tổn mà con phải gánh chịu, và cha mẹ có thể làm gì để giúp con không?" Nói ra được điều này, tức là cha mẹ đang sống trong cái kênh thương yêu, một thứ tình thương đẹp đẽ và rộng lớn. Bởi trong tình thương ấy không có bóng dáng của sự tự ái hay sĩ diện, mà chỉ có sự chân thật và dịu dàng, vốn là chất liệu chữa lành mà con đang cần nhất. Nói ra được điều này cũng có nghĩa là cha mẹ không tiếp tục đề cao bản thân theo kiểu tượng đài không tì vết, không mãi mê tự ca tụng mình chỉ là những gì tốt đẹp đến cao siêu. Hãy để con cái cảm nhận tình thương yêu chân thật của cha mẹ qua cảm xúc đến từ trái tim và qua sự nỗ lực sửa mình không ngừng của cha mẹ. Để từ đó, chúng tin rằng tình thương yêu cao đẹp hay rất ít điều kiện là thứ có thật trên đời. Chúng đã từng được đón nhận và khao khát trao truyền cho thế hệ mai sau. Con cái mang cha mẹ đi về tương lai cũng chính là ý nghĩa như vậy đó. Mẹ ngồi ru con đong đưa vòng buồn năm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn. Giọt lệ ăn con về chân tuổi nhục chung thân, một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người. Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh,
mẹ ngồi dù con mây qua đâu gành lạy trời mưa tuôn, lạy trời mưa tuôn, lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên. Mẹ ngồi dù con nước mắt nhục nhằn xót xa đời mình, tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh.